Vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thông đường lịch sử của truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày này cách đây 60 năm, ngày 16 tháng 11 năm 1951, tại bến Canh Đông, tỉnh Tuyên Quang, Đoàn Văn Công Nhân dân Trung ương, tiền thân của Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam đã được thành lập. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, tập thể diễn viên Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam đã cống hiến xuất sắc vào sự nghiệp bảo tồn, phát huy nghệ thuật cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Uy tín và thương hiệu của nhà hát được khẳng định qua nhiều tiết mục, chương trình mang đậm bản sắc dân tộc, phục vụ hàng chục triệu khán giả trong và ngoài nước. Nhà hát xứng đáng là cánh chim đầu đàn của ngành ca múa nhạc dân tộc. Tôi trở nên quá bé nhỏ nếu như lấy mình ra để nói về bề dày 60 năm đối với một đơn vị nghệ thuật lớn nhất. Giai đoạn thời kỳ đầu nó sinh ra để phục vụ cuộc kháng chiến chống Pháp ấy, thì lúc đó chúng tôi chưa có. Bây giờ qua sử sách ghi lại rồi thì chúng tôi thấy thật sự lớp trẻ sau này là hết sức khâm phục. Tại vì cũng từ đây tất cả các chuyên ngành thuộc ngành nghệ thuật thì bắt đầu tỏa ra đi xây dựng, ví dụ nhà hát tuổi trẻ, nhà hát chèo, rồi nhạc viện, rồi các hội cũng như hội nhạc sĩ Việt Nam, hội nghệ sĩ múa Việt Nam. Thế thì chúng tôi rất là tự hào với cái quá khứ vĩ đại, tại vì là con chim đầu đàn mà đầu tiên của nghệ thuật cách mạng Việt Nam. Với một lực lượng nghệ sĩ tài năng hùng hậu, Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam luôn được coi là đơn vị nghệ thuật hàng đầu của cả nước, con chim đầu đàn của nghệ thuật cách mạng Việt Nam. Sự khẳng định vị thế và uy tín của đơn vị được thể hiện qua việc nhà hát đã dàn dựng hàng trăm tác phẩm, vở kịch có giá trị. Tiêu biểu là vở kịch múa Tấm Cám phục vụ Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 3 năm 1960 và từng đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000. Các tác phẩm múa Hội Mùa, Múa Sạp, Cướp Bông được trình diễn tại Festival năm 1955 tại Warsawa, Ba Lan đã mang lại những tấm huy chương vàng quốc tế đầu tiên cho nhà hát và đem lại niềm tự hào cho nghệ thuật dân tộc Việt Nam. 60 năm qua, Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam vẫn luôn giữ vững và phát huy truyền thống của mình, lấy âm nhạc dân tộc là hướng phát triển chủ yếu. Các nghệ sĩ đã không ngừng tìm tòi, sáng tạo và mang đến cho công chúng trong và ngoài nước những tác phẩm nghệ thuật đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam. Và đối với họ, nhà hát không chỉ là cái nơi nuôi dưỡng, đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ, mà còn là nơi hội tụ, tỏa sáng của nhiều nghệ sĩ tài năng. Đó là nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, Tổng Thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam đầu tiên, nghệ sĩ nhân dân Phùng Nhạn, Tổng Thư ký Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam đầu tiên, là các giáo sư Lưu Hữu Phước, Nguyễn Văn Thương, Tô Vũ, Chu Minh, Trọng Bằng, Quang Hải, là nhà giáo nhân dân Thái Thị Liên, là các nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương, Phùng Thị Nhạn, Thái Ly, Chu Thúy Quỳnh, Thanh Huyền, Thu Hiền, Trần Hiếu, Quang Thọ. Ca múa nhạc Việt Nam ấy, là một trong những cái nôi cũng như là một cái đơn vị nghệ thuật biểu diễn nghệ thuật, đặc biệt là về nghệ thuật dân gian truyền thống. Cho nên công việc của đoàn hàng ngày thì chúng tôi luyện tập các cái tiết mục dân gian truyền thống Bắc Trung Nam, cũng như là các cái tiết mục mà đã trở thành những cái điểm sáng trong cái nghệ thuật âm nhạc dân tộc của nhà hát cho các cái thế hệ nghệ sĩ khác nhau, đặc biệt là các em diễn viên trẻ về để cùng với các cái thế hệ làm sao đấy để mà mình có cái tính kế thừa và phát triển các cái tác phẩm nhạc dân tộc, ca múa nhạc thật là hài hòa và thật là tốt để phục vụ cho công chúng. Hiện nay, Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam đã có gần 170 cán bộ, diễn viên, nghệ sĩ. Các nghệ sĩ đã không ngừng tìm tòi, sáng tạo và mang đến cho công chúng trong và ngoài nước những tác phẩm nghệ thuật đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam. Nhà hát thường xuyên tham gia các cuộc thi, liên hoan, giao lưu âm nhạc thế giới. Sự độc đáo và khác lạ của âm nhạc dân tộc luôn thu hút sự chú ý theo dõi và ủng hộ của khán giả trên thế giới. Mình được đào tạo ở Nhạc viện Hà Nội, nên là Học viện Âm nhạc Quốc gia, thì mình về đây là một môi trường đào tạo rất là chuyên nghiệp. Qua cái môi trường làm việc này thì ngoài cái chuyên môn của mình chính ra, được đào tạo thêm và
được làm quen với các chuyên môn chuyên ngành khác nữa, thì mình có các cơ hội để mình đi giao lưu và mình đi biểu diễn ở các nơi khắp nơi trên thế giới. Đấy là một điều rất là hạnh phúc và vui của mình. Hiện nay, trong xu hướng hội nhập quốc tế, Nhà hát ca mối nhạc Việt Nam đã gặp phải không ít khó khăn, thách thức trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Đó là những thách thức trong thời đại bùng nổ thông tin và thị hiếu âm nhạc của công chúng đã có nhiều thay đổi. Do đó, với mục đích phục vụ được đông đảo quần chúng yêu âm nhạc, đồng thời nâng cao đời sống cho anh em nghệ sĩ, nhà hát đã đưa ra nhiều kế hoạch hoạt động. Chúng tôi đang tiến hành là trong nội hàm cái khu vực của nhà hát có thể tổ chức 4 điểm diễn song song. Thứ nhất là ở rạp thì cái diễn các chương trình nghệ thuật biểu diễn lớn. Thế và bên cạnh đó có một cái câu lạc bộ cũng ngay bên trung tâm Âu Cơ là sẽ giới thiệu nhạc thính phòng. Thế và bên cạnh cũng trong cái khuôn viên của chúng tôi thì lại có một cái câu lạc bộ Mái Đỏ. Thì ở đây sẽ tổ chức biểu diễn nhạc cụ dân tộc. Nó có phục vụ cả cà phê và nghe ca nhạc, nghe giới thiệu những tác phẩm mới. Thế và trên tầng này thì chúng tôi sẽ tổ chức một cái khuôn viên biểu diễn nghệ thuật di sản, ví dụ như ca trù, hát văn, hát sẩm thì trong cái khuôn viên nhỏ, thì cái này chủ yếu là phục vụ cái đối tượng khách du lịch hoặc là những đối tượng khách nghiên cứu. Thế khi mà bốn cái không gian này nó song hành với nhau ổn định thì tôi nghĩ là cũng là một cái xu hướng tốt. Với những công hiến to lớn cho sự nghiệp nghệ thuật nước nhà, Nhà hát ca mối nhạc Việt Nam vinh dự được tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Thưa quý vị và các bạn, trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà hát ca mối nhạc Việt Nam ngày nay vẫn không ngừng lớn mạnh, luôn giữ vững vị thế là cánh chim đầu đàn của nghệ thuật ca mối nhạc nước nhà. Chuyên mục Thông điệp lịch sử hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.